trời mưa. Chủ nhật, bây giờ đang là 12 giờ trưa, trời đang mưa cả nhà ơi, mưa mà nắng. Cái này là mấy cây trang nhỏ nhỏ mỹ hồng. Còn anh đó là trang vàng. Tuy trời mưa nhưng mà trời cũng đang nắng, bởi vì cái bông nó bị chá nắng. Ở bên đây là có cái bông mỹ hồng đang trổ hoa nè cả nhà. Đây, cái bông mỹ hồng này ra hoa. Đây là trang vàng, lá lớn. Lâm râm, muốn tạnh mưa rồi các bạn. Đây là trang trắng. Trang trắng. Nắng mà mưa. Tạnh mưa rồi các bạn ơi. Ướt rượt hết trơn này các bạn. Ướt sân chân mà ướt trên mấy cái lá. Chứ chưa thấm tới gốc. Đủ ướt sân, mưa lâm râm, mưa mà nắng. Đây là lô 400 cây trang mỹ hồng của mình. Các bạn, quý cô chú, anh chị và các bạn xem có đặt hàng thì comment bên dưới giúp mình, hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề. Tất cả đều là một cốt hết nha các bạn. Đây, phía bên đây. Một cốt hết nha các bạn. Đó. Mới vừa tạnh mưa xong. Nước mưa còn đọng trên lá nhìn rất là đẹp. Lá xanh tươi. Bây giờ anh sẽ cầm lên bất kỳ một cây. Đây, ví dụ như cây này. Lá tươi. Hoặc là cây này. Cao từ 2 cho đến 3 tấc ạ. 2 đến 3 tấc.
bao nhiêu cây? Đây là 3 tấc rồi. 1 2 3 tấc. Từ cái mặt chậu, tính từ mặt chậu chứ tính từ mặt đất đó thì 3 tấc mấy, 4 tấc, 6 tấc. Này. 1 gang. Gần hơn nửa gang. 3 tấc mấy, 4 tấc. Không có chút xíu mà ảnh ướt. Cái bên này ướt. Cũng solo nha các bạn, có cây thì 2 tấc à. Anh này còn thấp, như cái bên này anh này cao. Solo solo tương đối. Cây này ví dụ như cây này thoát thân lên, lá xanh tươi quá đẹp. Hoặc là cây này đây, lá xanh tươi đó các bạn. Anh này ảnh cao hơn chút nè, solo xê xích qua lại hả các bạn ơi. Các bạn xem cái nấc lá chỗ này nè, anh mới vừa ra hoa tàn rồi nè. Chỉ để cho các bạn thấy rõ. Đây, bên đây là cái lô trang trước. Lô trang trước gần hết rồi. Lô này cũng cả 200 cây. Kế bên đây là mấy cây sứ. Sứ con. Đấy, đây là lô trang Mỹ Hồng của mình. Một lần nữa quý ông bà cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mua trang Mỹ Hồng, cây con cao từ 2 cho đến 3 tấc thì hãy liên hệ số điện thoại trên tiêu đề của video hoặc là comment bên dưới và em sẽ liên hệ lại. Rồi, em cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Và hãy luôn bật chế độ theo dõi là bằng cách là bấm cái chuông ở dưới á, để mỗi khi có video mới thì hệ thống sẽ thông báo qua cái chuông đó. Và quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem ủng hộ, xem ủng hộ kênh, và nếu như yêu thích thì mua cây ủng hộ cho kênh luôn à. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.